Trong tháng 11 năm 2022, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 340 triệu đô la, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 11 tháng qua thì trị giá xuất khẩu hàng rau quả của nước ta ước đạt 3,1 tỷ đô la. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 11 tháng qua, thêm nhiều mặt hàng rau quả xuất khẩu tăng cao. Đáng chú ý, sầu riêng, thanh long, chuối đã xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc nhờ những nghị định thư được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, chuối Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Philippines về xuất khẩu sang Trung Quốc. Mới đây, hai bên đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc, sẽ mở ra cơ hội cho xuất khẩu tại thị trường này. Cũng theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu cuối năm đối với trái cây khá lớn. Hiện nay, việc xuất khẩu phải gắn với vùng trồng, gắn với cơ sở đóng gói. Mỗi vùng trồng đều gắn với sản lượng và diện tích. Nếu làm không đúng hoặc mượn danh mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xuất khẩu.